Hi, chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm món nem rán ở miền Bắc nha. Nguyên liệu ở đây thì mình dùng là những cái món rất là đơn giản. Phần nhân là mình dùng củ đậu, cà rốt và mộc nhĩ. Thịt ở đây mình dùng 5 lạng thịt. Và đây là những cái bào nạo để tí nữa mình sẽ dùng để bào cái củ đậu và cà rốt ra. Mình gia vị thì mình chỉ có hạt tiêu với cả cái bột canh Knorr mà thôi. Bên cạnh đó thì mình có dùng cả cái mộc cái hành khô và miến nữa. Bây giờ trước tiên là mình đập hành nhỏ ra nha. Mình thái nhỏ hành ra để ướp vào thì nó thơm. Giờ đến phần mà làm củ đậu ấy thì trước khi mà cho đậu mình thái thì mình phải rửa sạch đi, bởi vì nếu không thì cái vỏ của nó ở trên cái thớt nó sẽ bị làm bẩn cái phần đậu của mình mà sau khi mình gọt đó. Các bạn cứ xoay vòng tròn như thế này thì cái vỏ của nó ra sẽ rất là dễ. Ở hôm nay thì cái củ đậu này nó không được tươi lắm, nhưng mà nếu mà các bạn mà nhìn thấy củ đậu tươi thì rất là ngon. Sau đó mình bào nha, bào nhỏ ra. Cứ tiếp tục như vậy đến hết củ. Sau đó thì các bạn thái nhỏ. Cái thái nhỏ này để tí nữa mình cũng phải vắt nữa. Đó, bởi vì là cái củ đậu này nó rất là nhiều nước cho nên các bạn phải vắt. Nếu mà không vắt nước ra ấy thì khi mà cho đậu vào nó sẽ bị làm cho cái nhân của mình nó sẽ bị bết và nó dính rất là nhiều nước, nó sẽ không được tơi xốp nữa. Mà cái yêu cầu của món này là phải xốp ở phía trong. Các bạn cứ vắt hết cái phần đậu này thôi. Mình dùng một củ, mà cái củ này là chừng là 300 gram. Rồi sau đấy thì mình thái cà rốt nha. Cà rốt cũng tương tự như vậy, các bạn rửa sạch sẽ trước đi, sau đó mình mới gọt vỏ. Và cũng bào như là bên củ đậu. Nhưng mà cái lần này thì mình chỉ cần thái nhỏ nữa ra thôi. Sau khi bào xong thì mình thái nhỏ ra thôi, bởi vì là cái cà rốt này nó không có nhiều nước như là củ đậu nên mình không cần phải vắt nữa. Cà rốt này thì chừng khoảng là 200 gram, cứ một củ nhỏ cũng được. Này, các bạn lại thái nhỏ ra nha. Thái nhỏ để cho nó bằng cùng với cả cái củ đậu kia kìa. Sau đó thì mình sẽ làm sang cái mộc nhĩ. Thì mộc nhĩ ở đây là mình dùng là 300 gram. Tức là sau khi đã ngâm rồi đấy, mình bỏ đến cân thì nó là 300 gram. Các bạn bỏ vào máy xay, xay nhỏ. Xay nhỏ đừng có nhuyễn quá, bởi vì ăn khi mà nó nhuyễn quá thì nó sẽ bị bết vào trong cái miếng thịt của mình, cái nem của mình đó. Các bạn cứ thế bỏ ra thôi. Nếu mà không có máy thì các bạn có thể băm ra cũng được. Bởi vì cái bát kia nó hơi nhỏ nên mình sẽ chuyển sang cái bát lớn này nha. Để trộn cho nó dễ, không thì nó sẽ bắn hết ra ngoài. Rồi các bạn đảo đều lên. Bây giờ phần gia vị nha các bạn. Mình cho hạt tiêu vào này. Ở đây thì mình cho 2 cái thìa cà phê hạt tiêu. Nó rất là thơm. Và còn phần bột canh thì mình dùng là cái bột canh Knorr này. Bởi vì nó cũng không bị mặn quá. Đây mình cho hơn 2 thìa canh bột canh Knorr đó. Khoảng 2 thìa rưỡi. Sau đó mình cũng lại đảo đều lên, trộn thật đều. Các bạn có thể dùng đũa hoặc là có thể dùng bằng cái găng tay cũng được. Còn cái miến lúc đầu ấy thì mình có để ở đấy, là mình vẫn chưa cho miến ngay đâu, bởi vì nếu mà mình cho miến ngay vào thì nó sẽ hút hết nước ngay và nó sẽ không bị đều, không được đều nữa. Nên các bạn phải để sau khi mà mình trộn đều này xong rồi mình mới cho miến vào nha. Đây, bây giờ đến lượt miến, mình dùng miến của Acecook.
cái hiệu gút đó. Đây là một miếng nhỏ này, các bạn ngâm và chỉ cần lấy một nửa miếng thôi. Ở đây thì các bạn không cho nhiều quá nhé, bởi vì cho nhiều quá nó sẽ khô cái miếng nem của mình, và cũng không cho ít quá, bởi vì nếu cho ít quá nó sẽ không hút được cái nước ở phía trong của miếng nem. Cái này các bạn không cần phải cắt nó nhỏ ra đâu, chỉ cần cắt đều đều khoảng tầm một đốt ngón tay là ok. Một số bạn thì có dùng trứng và giá để mình cho vào trong cái phần nhân, nhưng mà mình không chọn cách làm đó, bởi vì nó sẽ làm cho cái nhân nem của mình nó bị ướt và bị bết, tức là khi mà ăn nó không được xốp nữa, nên là mình không dùng. Sau khi mà trộn đều xong rồi thì các bạn bọc nó lại và để nơi thoáng mát chừng 30 phút nha. Giờ chúng mình làm nha, chỉ cần gói thôi. Trước khi mà gói thì các bạn phải trộn đều lên để cho nó được thoáng cái miếng nhân nem của mình. Đây là cái nem mà mình, cái bánh đa nem mà mình mang ở Việt Nam sang, tức là ở miền Bắc đó. Ở miền Nam thì có lẽ là không có, và ở bên Canada này thì người ta cũng không bán cái loại mỏng như thế này. Đây các bạn nhìn nó mỏng như này này, nó không phải là cái loại mà mình ăn ở ngoài chợ, ngoài mua ăn cuốn ở ngoài tiệm đâu. Mình phải nhúng nước nó qua, nhúng qua nước nó một chút xíu thôi. Bởi vì khi mà sang bên này thì nó rất là giòn, các bạn nhìn này, nó gãy và mình sẽ không thể mà gói được khi mà không có nước. Cái này toàn là hàng xách tay đó. Bạn lấy một cái thìa, một thìa nhân, sau đó thì cuộn nó lên, skewer chặt nó vào phía trước, rồi gấp hai bên và cuộn lại như thế này. Đó, vậy thôi. Và khi mà mình chiên thì cũng rất là nhanh. Bây giờ mình làm lại nha. Lấy một xúc một thìa nhân ra này, để xuống dưới lá bánh và giải đều nó ra để tạo thành cái khuôn nó trước. Sau đó thì gấp hai cái phần bên vào. Và đừng bóp chặt tay nha, phải bóp hơi lòng lòng một tí, đừng làm nó chặt quá. Bởi vì cái món này ăn nó phải xốp, nếu mà các bạn bóp chặt quá nó sẽ bị bí cái miếng nhân ở trong, nhân thịt ở trong ấy. Đó, các bạn cứ làm như vậy, cuộn lên như vậy thôi. Quên đâu. Nên mình xong rồi đây. Đây là một tray mà mình đã làm được từ 500 gram thịt. Rồi bây giờ mình cho vào chiên nhé các bạn. Mình dùng bằng cái nồi chiên không nồi chiên dầu, bởi vì nó sẽ sũng cái dầu vào và nó sẽ giòn cái miếng nem của mình hơn, và đặc biệt là mình không phải trông nhiều, mà nếu mà bởi vì nếu mà không trông nó sẽ bị cháy ấy. Đây, các bạn để chừng là 10 đến 12 phút là được rồi, hoặc là nếu như các bạn không căn được giờ thì có thể nhìn cái miếng nem nó vàng đều ấy, thì là đã chín rồi, vì là cái miếng nem này nó có rất là nhiều dầu, nó rất là hút dầu á, nên các bạn là phải bỏ ra cái đĩa có cái giấy thấm trước nha, trước khi mà mình cho vào đĩa ăn đó. Đây, vậy là mình đã xong món này rồi đây nha các bạn. Món nem rán này các bạn có thể ăn cùng với rau đi kèm, đấy là xà lách, tía tô và kinh giới. Và khi ăn thì các bạn có thể làm món dưa góp mà đu đủ và cà rốt nữa. Chúc các bạn ăn ngon nha.